Hello cả nhà, chào cả nhà một buổi chiều mát mẻ thằng người. Hai ơi, hai. Hello, xin chào cả nhà. Thế mà chào đấy mà hái cái gì đây? Tranh thủ bấu ít rau. À rau. Đồng Nguyễn Xuân. Chào cái. Đấy, cả nhà đây là vừa ra chợ tầm này là cứ là 4:30 rồi. Ba cháu mình ra chợ mua con cá chép to lắm, cá to chưa? Cá chép khổng lồ, cá chép để om dưa, còn có dâu chưa? Dâu rồi. Chuẩn bị hóa rồng nhưng mà chuẩn bị hóa rồng đấy. Cái thau to này nha. Hơn 2 cân cả nhà, to lắm. Đấy cả nhà, to chưa? Vượt vã nha. Đấy làm con cá chép om dưa con này ăn mới đã đời tá điền này, sướng đời thôi mà cháu mang đi mà mổ đi. Còn đây là Xuân lại đang khoản nhặt gia vị. Gia vị. Hành ớt chanh hành tỏi. Ớt chanh hành tỏi. Dưa chua. Đấy. Ra chợ là cứ ba anh em cứ ra chợ là cứ xách. Còn đây là chuối. Chuối trên cây treo lủng lẳng. Rút bông ở đây cho nó vào cái nó nghịch lắm cả nhà. Nó bị bé này nó nghịch lắm. Bông thế ra nước ngoài thì cho ra nhá. Con này nó vẫn chưa biết mở cửa ra nhỉ. Nó con nó khôn lắm nó mở cửa ra ngay. Cửa nó vẫn. Con này con mồi của mình đấy. To chứ cả nhà, to lắm. Cái ớt này lúc chưa ta dứt bớt đi rồi Xuân này, không có sai lắm. Dứt sự, ta dứt bớt đi để cho tao muối rồi. Cho muối muối. Muối rồi. Để cái ớt này thôi không phải. Xuân ăn chuối đi, chuối chín rồi đấy. Chú ăn chuối là hợp. Hợp cũng chẳng ăn. Đấy, bắt đầu là lội lửa rồi cả nhà. Lội lửa lên em. Lội lửa lên em rồi. Cho cái vạc này nó mới đủ nhiệt, nó to. Còn cái vạc kia nhỏ quá. Rồi cho cái vạc này. Nhanh kịp chuyến đò. Nhanh kịp chuyến đò. Chuyến đò này thành chuyến đò nữa về không biết tận đâu đâu. Chơi hẳn mỡ. Ơ mày vào mày dán luôn này, chút dưới đi cho. Chơi hẳn mỡ lợn. Đây. Ông chân đi. Một xong mỡ lợn. Đầu bếp chứ. Mỡ đấy, ăn đến sáng năm không hết xong mỡ đấy. Không được, nó dự tính mua yến mỡ. Cứ cho dầu nó già lên, cho mỡ nó già lên, chúng ta không bao giờ bị xác cả. Hải đang bổ cà chua. Rồi tao đi dừng máy để tao đi kiếm cho một ai người ăn nữa. Không có ai ăn hộ không? Vượt năm mua này. Và từ từ thôi, thế đủ nước vọt lên, thế ôi giời ơi, cứ sợ bắn này, dân đầu bếp chuyên nghiệp này quá kém đấy, như là anh chụp hình đấy, đấy đơn giản không có gì đâu, đấy công xoa vẩy bên này vàng mật bên kia nặt mật bên này nữa là xong, khổ quá cả nhà ơi, cho cái vạc này mới được, dán mổ môi cả nhà, có chú bảo là mổ môi để ăn cho nó ngọt cá. Công vậy, đấy cứ chuyển thôi, cứ chuyển ra mặt thế nó vàng và lại nặt vào thế là đổ dưa, đổ dứt ra các kiểu con đà điểu vào đúng không? Ừ. Hổ lốn mà. Đừng nói hổ lốn. Đâu vừa đấy? Đâu vừa đấy à? Cái ớt của mình hôm nay mình dứt hết một nửa ớt xanh để muối rồi nén rồi. Mùa này nó trụi hết rồi. Mới dòng được cây rau dấp cá, à quên cây, ừ đúng rồi, cây dấp cá là Hải nó mang xuống này. Cây răng cưa. Cây này nó khô chết rồi. Ớt. Với cái ớt này vừa mình dứt hết rồi để muối rồi. Nén, ớt nén. Rau húng chó. Dòng cây hồng nạc ngoài đang sống đây. Cây hẹ này, gừng này. Đấy, vùng rau thơm này đã khôi phục rồi cả nhà này. Đấy, còn đây là rau thơm nữa. Rau dăm này, rau ngổ này, rau má dại này, rau cần, có khả năng cái mình phải hủy diệt cái cây này thôi, nó hiếp hết, nó ăn hết cái cây của cái cây rau ngổ với lại rau dăm, với lại rau cần, cây này nó nên bất diệt lắm. Nó ưa nước, ẩm ướt, phong cảnh buổi chiều tà, mặt trời đã đang chìm xuống rồi đấy cả nhà. Cái khế che hết hai đầu bếp đang nấu nướng ở dưới kia. Hai thằng nó đang núi húi ở dưới cái tán cây đấy.
Để cái với quả khế trọi phát là đúng đầu nó luôn. Kiểm tra cái vàng như Hải không? Những cả nhà kinh điển nhá. Dán con cá kín chảo. Dán con cá mà hai đầu bếp phải làm vất vả cân đật. Gõ cho chú Xuân ngay để cho chú lần sau chú khôn ra tí. Hại não lắm. Gặp Đình Xuân hại não lắm. Sao nấy xẻng xúc mỡ. Nấy xẻng múc mỡ. To quá. Đấy lại lấy cái mỡ này múc luôn sang đấy để xào dưa đi. Nó phí của giời lắm. Đấy 10 đời không có đâu. Làm nó phải tận dụng thế nào. Chết. Đấy. Đổ đi nó lãng phí. Lấy mỡ khác thì chết anh. Thế là chuyển sang cái đấy cả nhà nhá. Hai đầu bếp này nó mà dán con cá để xong rồi nó hành mình để rửa chảo rửa chén này xong rồi nó xào dưa không? Để cho dưa vào đấy xào tiếp rào xong rồi mới là cho cá xong rồi đổ vào om cả nhà. Tôi còn bóc được hành khô. Tắt đi. Thái ô thế không thái ớt à? Cho bát con ớt nữa vào. Dưa cả nhà, các em cháu nó rửa nó bóc khô đi, xào tiếp, xào xong mà mới cho cá vào, cho tí nước còn là om dưa, cà chua ớt thanh hành tỏi cũng nhiều qua đi, tất cả đầy đủ hết, các kiểu qua đà điểu nhét hết vào đây. Các đầu bếp ấy, chế biến ngon là ngon, không ngon không ngon, có phải không anh nô yêu quý? Nghĩ gì? Xin hỏi anh Nô, anh đang có suy nghĩ gì về cuộc đời trong thời buổi bây giờ? Anh Nô, tay anh cứ lần sau cứ thế nhá. Tính chưa? Học cái nào? Úi giời ơi, đúng con. Đấy cả nhà đúng cái chảo này có đã to mà còn thế gì. Thế gì kìa nè. Ủ dưa vào đi. Thế nên cả nhà nha, bắt đầu là cho ít nước vào thế là để om hoặc cá chép, om dưa, dưa chua. Thế mà đúng là món này uống rượu đúng là hao rượu lắm. Lại mát giời này nữa. Tuyệt vời mặt trời. To quá. Dừa riếc om riếc này. Có đấy qua như mỡ thừa đây là mấy anh đấy tẩn hết rồi. Còn tí nữa bắt đầu là chín thì bắt đầu mới cho các gia vị các kiểu là điều kia hành tươi, hành nọ, hành kia, hành tây, hành ta đổ hết vào. Đấy thế là mời cả nhà ra ăn với lại anh em mình nha. Hôm nay mình chia sẻ là món cá chép om dưa chua. Mời cả nhà vào ăn với anh em mình nha, đã xong một chầu làm luôn để cả một cái vạc to giữa đây. À, mời cả nhà, mời các em các cháu. Xin mời cả nhà nhé. Hôm nay là cá chép vật Long Môn nhưng mà vật luôn là xong. Hơi đại cần đấy. Đi đông đen đéo mẹ học chú Hùng mày gọi Dương Tiên Cầm à? Mày nâu đấy, hết mẹ. Chú gì nói Dương Tiên Cầm chú Xuân. Xin mời cả nhà nhé. Gọi chú Xuân đây. Đúng không? Chú đầu bếp luôn. Ngon nhỉ, làm lên gia vị ngon đấy nhỉ. Ôi, hai đầu bếp hôm nay làm đỉnh cao cuộc sống rồi. Con này là con vượt biển này. Chưa cái mắt nó đỡ vượt. Vượt đấy. Vượt không thành công nhỉ. Vâng. Khoai về. Để nó cả chảo ăn cả nhà nha chứ không ba đĩa gì cả để ăn cho nóng nó ngon. Cá chép om dưa ăn kiểu này. Đấy thế thì mới gọi là nó ngọt. Chúng mày mổ cái này nó khôn tinh. Xuân nó xui đấy, mổ móc, mổ moi. Nó mới ngọt. Đấy, giữ ngọt như ta là ta có mổ phanh này nó bắt được Hải mổ móc khổ quá, mòi móc móc. Ăn thì ai chả biết là nó ngon nhưng mà làm nó vất vả, nó khó. À, con này có đực. Chả đực nghỉ chơi mới đực. Ai chơi ai đi ăn chép cái. Chép cái thì dành những người không hiểu biết thôi. Đực. Chớm cái trứng là thằng thả luôn. Không ngon, đực. Duyệt. Đúng mà. Mày ai bổ mày? Xuân chỉ đạo Hải mổ. Thế thì bà chủ trong mình nằm phát. Đúng rồi đấy, chở mãi thế này. Chú Hùng này, không phải chú Hùng rồi. Hôm nay không. Mày bổ là chú Xuân chỉ đạo đúng không? Rồi. Phải uống hết. Đúng rồi đấy. Được cái hôm nay đấy, từ ngày xưa hôm nay mới nói câu hay đấy. Nói đấy các chị em, các cháu nó nể không nè. Đúng hôm nay gọi là đầu bếp chú Hùng. Thật đấy. Đầu bếp hôm nay là... hết rồi cháu cứ tưởng đi Bắc Giang. Công nhận hôm nay hai thằng này nó mổ cá nạ đấy. Đúng rồi, tuyệt vời được hai chú. Mà khôn đấy, mổ này khôn đấy. Om này là đừng có mổ ấy. Dần dần bọn này nó thè nữa giờ nó đốm hết rồi. Cái mặt thôi. Mổ kia nó bữa cá. Này.
đúng cái tinh hoàn nó này. Ăn nó ngon. Và chú Hùng thấy hôm nay ra vị cân gô ghê không? Đúng rồi. Cái lòng nội tạng bay vào trong bụng nó hết. Ôi này, thấy gia vị ok chưa? Ừ, thằng nào kiếm được hành tây vào đây giỏi. Đấy, thằng đầu bếp Hải. Đâu rồi? Nó nắm cái mới. Cà rốt nữa rồi mà vội quá. Đi chợ vội vàng quá. Bao nhiêu trong hành tây được rồi? Qua rồi nhất được đổi mới mà Hùng rồi. Thì mới ới bác thôi, còn nếu mà chuột thì em thằng ới. Rồi ok. Chuột nào, nấu chuột được. Nấu chuột. Mai tao tự ra là tao thui và ngươm chặt ra. Mai chuột. Mai chuột chú biết. Dầu má. Để giống ăn mới rau cải đắng rau má. Còn nước dùng thì ta sẽ làm. Không biết. Không biết. Mà tiết lộ thì biết hết. Tiết lộ nội hết thiên cơ chứ. Hết thiên cơ. Cái xem dài thế. Ăn thịt nó dai nhỉ, ngon. Đấy, thấy không chú mày Tinh Hà Xuân ơi, thấy anh Tinh không đấy, lấy cho mỗi người cái xỉa luôn. Đấy, ăn húp luôn tại chỗ. Thế cái đầu này số được à. Đi là mình... Nhưng mà điều cơ bản là cái đó. Nhưng mà điều cơ bản là phải biết sắp xếp thì đến bữa mới đi lấy nuốt được người này. Úi giời ơi, chết chưa, chết chưa. Tham ăn tham uống chín ruột chưa? Nghe nghe. Tuần nghe. Ôi tuần ông ta chưa đi xuống nhỉ? Công trình chắc vừa đi làm về mới có 18 giặt. Nhưng bố vợ phải có bàn thì ừ. Rất buộc cái. Thôi gì. Nhưng có bắt được thông cái điều quan trọng. Mai chứ mai. Thế còn lúc nào mà bố phải bắt xong rồi không điện cho chú là hôm nay chú vào trong hỏi thăm. Chị... Không bắt nổi nhà bác mà bắt để ăn còn không bắt được cho bọn này bắt không bắt cho được. Bắt không bắt được nói thật cho bắt là bắt được đến mẹ cái loại mà đi tìm vàng người ta còn đào được cái con chuột là gì con vịt là gì con nào anh em mình ngại thôi đúng không bây giờ bảo cho bắt thiếu gì cách buộc con méo quặt con lưỡi bắt tập cái đắc đấy rồi núp ra chết thay đến cái loại truy lãi nó trốn trong rừng 17 hôm vẫn còn trốn hết ngoài uống nước bắt thế nhưng mà ngon có biết bao vào đấy là được đấy bắt vịt đi làm mố này mẹ như đi đánh thịt như thế như kiểu gọi đi quê ấy bắt âm thầm lặng lẽ vịt gọi vịt ơi vào là vịt vào đường này như kiểu không con gà tre bay xuống nước đúng không chú múc ngoài đây đây vẫn còn này tao có bố thích ăn cái này cái này tao không mở anh đâu anh Hùng đâu để ăn đoan hoang chú cho mình rồi thôi thôi chú cũng răng yếu chú ăn cái bóng rồi không không phải ăn bóng chú là con bóng người khôn người ta cầm dừa người ta ngoài chú ăn bóng không bóng là ngon thật nhưng mà chú ăn bóng chú là ăn bóng tôi đây cho anh bóng cái bằng này cái này này anh em mua chú thật còn này còn là không cho đâu hết rồi không cho đâu cho mình cái ba chỉ còn đúng không ui trời khôn rồi cá nó cầm dừa người ta ngoài cho đấy ra là phải biết đường ăn rồi đấy ớt này cả nhà đấy cá là mẹ thì sữa này ngon cho nước này vụng chỗ này nó chắc rồi cồn đấy cái nước này nước cốt đấy sao lại rau rau thì nó lại về với như thế này chứ. Mời cả nhà. Ớt xanh ớt đỏ mình ăn cay được mà phải như này. Các chú chấm cái nước chấm chưa? Ngon. Gấp rồi. À. Ăn tí tỏi. Từ đây. Ok 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 không. Không cay đâu. Nhưng mà có đâu. Hạt có hạt đấy không? Hạt ớt à? Không thì như là hạt đấy rồi. Ớt thì ăn được nhưng mà như là cái hạt. Không có cái hạt. Không. Cháu vào nước chấm được. Sợ nhất là cái hạt. Hạt dổi. Chanh đấy. Đây có hạt cuốt đúng chưa? Này. Đúng đấy. Này. Ý là sợ có hạt cuốt thôi. Bắt còn nước cuốt. Chú thấy nước chấm nào, chú phải chấm ngờ cháu pha nước chấm thì cũng ông Biển 10 chấm phải được 8 cộng rồi. Anh ạ. Ông Biển mày gọi thay con đúng không? Rồi. Ừ. Ừ. Thế mà vẫn hỏi cái sao? Không đúng. Phạt phạt một chén. Nhưng mà người ta hỏi là tại sao lại đấy ông Biển ông trẻ như này mà đúng không? Ừ. Cái gì đấy? Phạt phạt một chén. Ông Biển gọi thay con à? Đau đầu hại não. Trả lời không biết thì làm cái với chú Hùng ấy. Ấy rồi. Dạ anh Tân đấy. Cháu đến cứ uống rồi, đến muộn là cứ uống. Thôi cứ cặn dặn cho nó vui. Cháu cổ vui cho mình kèm nhá. Ê cháu đi. Cháu vào sau làm cái hết. Nó đi làm bây giờ nó mới về. Đẩy đấy. Cháu đi làm bây giờ về. Nào anh chú ghê hết này. Được. Biết thằng cháu. Hết như thế nào? Tùy anh thôi. Ui. Ui giời ơi, đấy nhanh nhanh anh nặng tay. Thế mấy lần anh cứ bảo anh không có nữa hay sao? Thôi thì mấy khi hôm nay anh nói một câu rất là hay. Lật, 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 lật rất nhiều cái nhá. Một con tài to rồi, chú này là cả cái bộ gì nữa. Thế nhưng mà đúng người ta nói ta bắt bảo mâm. Thôi cái này mất mẹ chắc. Cay à? Ủa cay. Cay nha, vỡ ớt à? Ui. Vỡ ớt xanh. Ớt xanh nó hay lẫn vào hành như này. Nhưng mà ta lại thích ăn ớt xanh này. Không này. Ê, ớt xanh. Nhưng mà thằng nào ướp? Hai chú cháu nó nản. Thế thôi làm gì? Mẹ nó ớt xanh à? Ủa,
đối với Hải. Anh uống cái tạ. Có gì cay nhà con nó không ăn được. Con được cay. Con được nữa con mẹ. Anh làm gì cay đâu mà. Nấu ăn rất ngon luôn, nấu cay nhà được. Mày nấu được là toát rồi đấy. Nhưng mà mới lại sao cứ đỏ rạo mình nhìn thấy được. Ông ơi sao nhà ngon như không ạ? Không, nhưng con cá này ngon à? Ủa chuyện này, cá anh không phải đơn giản. Chú chỉ ăn cá chợ thôi. Thường ăn review ăn cá chợ em ăn cá tép cái cá mà không biết chơi anh chưa nhỏ. Ý là chú đi mua chú làm gì có câu được mà chú làm gì có kiếm được thì chú phải ăn cá chợ ra chợ mua. Đúng đấy, cá chợ nhưng mà em phải hỏi nguồn gốc. Ừ. Một cá này tôi để em chú thường đâu quá làm gì cả. Muốn khóc quá đời nó được khóc. Vì có gọi gọi anh Tuấn đi, anh Tuấn vào đi làm ca tăng ca mưa ra về rồi nên chịu rồi. Cả nhà ăn được cả nhà làm nó để luôn đây ăn rất nóng nha, ăn hết vẫn còn nóng sâu mà nóng bằng mồm luôn đấy. Rồi ăn uống kiểu như cái này là không cả cứ như này khen quý diễn sang đi nóng người đâu đất ăn nó ngon, đất ăn bạc gì, 50% nên đi rượu này của mình bán uống sạch cái nào, chặn luôn. Wow, chặn cái nhau đâu, từ bé không biết chặn với nẻ nhở, tay thải cháu nó chưa có vợ mắt, niên này, mặn này, à, đồ nắm được chú đi chuột, ba đứa ơi phanh này cứ bỏ đây, chú cộng tận hết, chơi hết, cái là ăn chắc. Gặp mềm nữa, anh đấy nhất thủ ngôi cái chết không xin phép các chú nhưng anh có tuổi giàu có tuổi anh mút quả đầu thế này thế bắt đầu âm cũng là người đầu nhưng mà nó chưa hết đấy mà còn chết mà thế với tình chặt tình lắm ăn chắc tăng sông gì sông hồ nhưng mà phải nói là chuẩn thế đấy phải keng phát rồi chúng ta kém rồi các bạn ok thế này phải keng rồi nhất thủ gì nghĩ mà không có mai nào chuột là chúng nó không gọi đâu nhất thủ nào uống ăn uống răng lợi chứ phải ăn uống mà không nhiệt tình là mai nào chuột chúng nó không gọi đâu nhất thủ như nghĩ đâu nhỉ anh miền hôn sao nào các chú thì mấy anh lớn thế nào mấy không gọi nào tốc đi đây này mời cả nhà đâu chuẩn đã uống chú chẳng mông thôi còn tốc thế chẳng mông được không ơi chú chẳng mông thì thôi cháu cũng rời ra chú cháu đi đến Bắc Cạn thấy nhà này học theo kiểu mới đâu úi giời không cho ăn nữa cái vị quánh mấy cái mồm nó không cắn vào không mời được cá một câu chú ở đây ở bên bọc ra chú mày mồm cứ thò thẻ thằng thẻ lấy vợ đâu được bụng mạnh đấy có những cái chỗ thanh niên là thanh niên là không có mạnh mạnh mà con gái nhìn nó thích mà giống ông biển được ông ăn to nói lớn chưa hầm mố ngon đi đâu mình mà ngẩng cao đầu nói to nói chuẩn nó chỉ là được nhất đầu mới có cái ngon đấy con khen đỉnh thôi rồi cá này không phải chê mày quánh nhở quánh đúng là mồm đó đúng là cá này bảo mình ăn lồng mình ăn mép hết quánh đúng chẳng mình ăn đúng chẳng luôn còn mới bộ khung câu lưỡi với bao nhiêu nói chung à chùm mồm dài đó còn đúng là mồm được quánh đúng là mồm bọn kia là quánh toàn bầm chỗ khác còn nói nhưng mà riêng con này quánh mồm mà lên là đúng là không trứng rồi về luôn dán được dán hay là dán đi dán rồi như chú biển rắc ít tiêu bông bông kiểu nhỉ bông dán nó ngon lắm còn còn thả tí còn rắn đấy vẫn chưa thấy khai trường ăn rồi gài tre rồi có pizza rồi ăn còn rắn này luôn nhưng mà phải gọi phải nên đúng rồi thì mới cho ăn còn gọi một cái lơ lơ này thôi rồi nói mà nơ kèm thì chung thôi chào con cá chép nhất thủ chào, phải chào vĩ chào mà con cá chép bà vĩ thì hết hàm dưới rồi còn hàm trên quả có bông tôn những cái gì ngon thì chả thấy ý kiến này đâu mà cứ bị nhiều chú đi nào mỗi người mỗi công việc có phải được ông này mất ông kia là được ông kia là mất ông này có mỗi thủ cho ăn mất em muốn là em vừa kiếm tiền vừa uống rượu được đâu rồi chứ em thế núi sao ok đấy mà cái này cá này cả nhà mình gỡ hết rồi đấy cái nến xìa xúc ăn này dưa giết sống hổ lốn mà đẳng cấp vậy nè đúng rồi ăn cái kiểu hoang dã này rất ngon cả nhà ăn thì tạo cảm giác nó ngon thôi chứ còn cái cá bao dưa thì ăn có nhưng mà ăn cái kiểu gì để cho nó ngon nó vui nó đông rồi như thế thả lúc rồi nên hết đi không trình bày nữa chiêu còn non mà xanh lắm chiêu chịu có dám chiêu chi đâu này thằng cháu Hải nó soi ông biển thế này mới khổ này ăn đi tất cả mau rồi nhá tận cháu Tuân nó bảo là tới Cà Mau rồi chú nhỉ cháu nghe mày nói tới Cà Mau rồi mà cứ ngồi đấy quay ra bây giờ bóng cái bên đây tưởng mà bán sạp mình xem mà nẻ thôi bớt lại mày họ Dương tên cầm à
Đấy, phản đòn rồi. Bọn em bị trúng phản đòn rồi. Cả nhà đi. Vừa bắt sống chú Hùng như hôm nay nó phản đòn rồi. Đúng hôm nay gọi chú Hùng đấy. Hôm nay gọi chú Hùng đi rồi, hôm nay gọi chú Hùng sát ra chú này. Chú tưởng mày cùng họ chú. Họ dưng lên cầm. Chịu hắn. Bây giờ cứ hở cơ là con bây giờ cứ hở là bập. Đúng đấy, nhưng mà quan trọng cháu nó ít quá thì là luôn đấy. Đấy cả nhà mình chia sẻ này là một cái con cá chép hơi to. Ôm xương. Cảm ơn trước này. Cảm ơn trước. Người chào, cảm ơn chào này. Hôm nay hai đầu bếp chế biến có nội dung là ăn cá chép hơi to. Thôi này, chào mừng các đầu bếp đâu nhỉ? Đấy, các đầu bếp đâu? Đầu bếp chú Biển là đầu tiên, đầu bếp chú Hùng. Đầu bếp chú Xuân đâu? Xuân à. Và đầu bếp con em Xuân. Em không biết. Nhà cả nhà yêu nhá, nếp sau.